Xin chào tất cả quý thầy cô giáo và các bạn thân mến. Hưởng ứng cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, em tên là Trần Ngọc Thảo My, là học sinh của trường Trung học Cơ sở Chi Lăng. Hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn cuốn sách Gương sáng học đường tập 1. Các bạn thân mến, trong cuộc sống của chúng ta, sách đóng vai trò quan trọng. Sách là chìa khóa mở ra lâu đài trí thức và là tâm hồn của mỗi người, là người thầy thắp sáng cho chúng ta nguồn tri thức vô tận, dạy ta cách sống và biết hy sinh. Bởi sách là giá trị của những người đi trước, tìm tòi, học hỏi, trải nghiệm và truyền lại cho thế hệ sau. Các bạn biết không, đọc sách là nhu cầu thiết yếu của mỗi người. Đọc sách cho ta biết được quá khứ, hiện tại và tương lai. Tiếp nối truyền thống hiếu học hàng ngàn năm của dân tộc ta, tinh thần hiếu học thể hiện xuyên suốt trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Ngày nay, ở mỗi miền quê Việt Nam, chúng ta đều thấy biết bao tấm gương học sinh, sinh viên, người sáng trong học tập, nơi trường học, giảng đường, từ thành phố đến nông thôn. Và một số tấm gương hiếu học ấy được giới thiệu trong tập 1 Gương sáng học đường. Sách dày 216 trang, khổ 13x19cm, do nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phát hành, tác giả Đặng Thùy Anh, Nguyễn Hồng Thúy tuyển chọn và biên soạn. Cuốn sách này giới thiệu đến bạn đọc những tấm gương sáng điển hình của học sinh Việt Nam có khả năng rọi sáng, thôi thúc các bạn học sinh vươn lên trong học tập, chiếm lĩnh tri thức, khoa học, xứng đáng là con ngon, trò giỏi của đất nước. Cuốn sách gồm 62 câu chuyện, bài viết về 3 loại chủ đề nội dung. Đọc qua nội dung thứ nhất là tấm gương của những học sinh nghèo vượt khó, kể về những tấm gương của học sinh vượt qua mọi khó khăn về hoàn cảnh gia đình, bản thân, về điều kiện khó khăn của vùng sâu, vùng xa, quyết tâm phấn đấu vươn lên đạt kết quả cao trong học tập. Chúng ta hãy cùng lật dở những trang 30 của cuốn sách Gương sáng học đường tập 1, sẽ thấy được cậu học trò tên Mậu. Từ khi sinh ra, Mậu không có một cơ thể lành lặn như bao đứa trẻ bình thường khác. Cha mẹ dính vào vòng lao lý nên cậu phải sống với ông bà ngoại một cách trường học 1 km để có thể đến trường. Tuy bị dị tật từ bé nhưng cậu học trò nghèo vẫn rất ham học, tích cực tham gia các hoạt động tập thể của nhà trường cùng với sự giúp đỡ của bạn bè. Mậu đã hòa nhập được vào với ngôi trường rất nhanh. Hai câu chuyện của cô học trò tên Hương, cha mẹ phải chia tay, về nhà, bà ngoại sống, nương tựa rau cháo qua ngày. Sau đó, người mẹ bị bệnh, phải sống nhờ tiền trợ cấp và liệt sĩ của bà ngoại. Biết gia cảnh nghèo khó, Hương đã cố gắng rất nhiều trong học tập và đạt thành tích học sinh giỏi nhiều năm liền. Nhất là đạt giải nhì môn hóa cấp thành phố. Vượt qua mọi khó khăn, gian khổ trong cuộc sống, em đã đứng lên bằng ý chí và nghị lực phi thường. Em đã viết tiếp những trang mới cho chính cuộc đời của mình. Ước mơ của em sau này là trở thành một bác sĩ giỏi. Ước mơ đó đã được xây trên nền móng vững chắc bởi sự chịu thương, chịu khó, bởi lòng kiên trì, quyết tâm. Và chúng ta hãy tin tưởng ước mơ ấy của Hương sẽ thành hiện thực. Qua nội dung thứ hai, ta thấy được những tấm gương sáng của những học sinh giỏi, tích cực tham gia các công tác đoàn thể, trường lớp, luôn tận tình giúp đỡ bạn bè, đạt danh hiệu học sinh xuất sắc trong các năm học, giành giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi và trong và ngoài nước, thi tốt nghiệp phổ thông và thi vào đại học. Lật dở những trang 30, lật dở từng trang sách, trang 107, chúng ta sẽ thấy được nghị lực của chàng sinh viên năm tốt, mồ côi cha. Các bạn sẽ đồng hành cậu học trò tên Trần Công Minh ở Bình Định. Đó là học trò không cha, không mẹ, mẹ lại bệnh nặng. Cuộc sống gia đình cậu khó khăn, vất vả, nhưng cậu không từ bỏ việc học, mà trái lại, điều đó đã tiếp thêm nghị lực để em tiếp tục đến trường. Cậu nung nấu trở thành thầy giáo và ước mơ đã thành sự thật. Trong quá trình học tại trường đại học, mình đã tham gia tích cực các công tác xã hội với 5 lần hiến máu nhân đạo, thành viên đội điền kinh, câu lạc bộ thanh niên xung kích của trường, đã cán bộ quản lý giỏi cấp trường và Minh đã vinh dự danh hiệu học sinh sinh viên tiêu biểu cấp trung ương, là niềm tự hào của những sinh viên học sinh tỉnh Bình Định. Đến nội dung thứ ba là tấm gương sáng của những sinh viên say sưa học tập, nghiên cứu, khoa học, tự vươn lên trong cuộc sống, đã thành tích cao trong học tập, tích cực tham gia công tác xã hội và các đoàn thể. Chúng ta hãy đến trang số 171 của cuốn sách, sẽ thấy được một cô thủ khoa nông dân, sinh ra trong gia đình thuần nông, hoàn cảnh khó khăn, thu nhập chính là nhờ vào máy xào ruộng. Bố bị bệnh nặng, một mình mẹ phải tần tảo nuôi em ăn học. Bằng sự nỗ lực, học tập vượt qua mọi khó khăn, Quyên đã đạt học sinh giỏi 12 năm liền. Điền sách trong đó có năm lớp 9, lớp 12, đạt giải 3 môn văn cấp tỉnh.
Quyên còn là lớp phó học tập, thường xuyên tham gia các phong trào hoạt động văn nghệ của trường. Ước mơ của Quyên trở thành một cô sinh viên. Vâng, thưa các bạn, đây không phải là những cuốn sách với những lời văn bay bổng hay những tình tiết vui nhộn, nhưng khi chúng ta đã tìm đọc sẽ không thể rời mắt được. Và mỗi trang sách đang xin trong ta sự thương cảm cho nhiều số phận, sự đồng hành với nhiều mảnh đời cơ cực đáng thương. Và qua đó, ta cũng học hỏi được rất nhiều bài học vô giá, sự mạnh mẽ lạ thường của các nhân vật được thể hiện qua từng mỗi chuyện nhỏ. Để rồi, lật từng trang sách, nụ cười ta lại thắm trên môi. Dù cuộc sống có vất vả, khó khăn như thế nào, bằng ý chí và nghị lực của mình, chúng ta phải vượt qua tất cả mọi khó khăn để cố gắng vươn lên trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động trong nhà trường cũng như ngoài xã hội, để sau này sẽ đạt được những ước mơ, những hoài bão mà chúng ta mong ước và vươn lên để thành công trong cuộc sống và cống hiến cao cho xã hội. Hy vọng với cuốn sách Gương sáng học đường tập 1 là món quà nhỏ dành cho các bạn học sinh, các thầy cô giáo, là niềm vui, niềm tự hào của những người làm cha, làm mẹ. Em xin kết thúc bài giới thiệu tại đây. Chúc thầy cô giáo với các bạn học sinh vui vẻ và thành công trong cuộc sống.